niệm Phật gặp dữ quá lành. Lại qua đi một năm, chồng của A Kiều là ông Trần có một đêm trong mộng nhìn thấy một cảnh giới. Có một ông già để râu trắng dài dẫn ông ta đi đường. Đi được rất lâu, rất xa, đến một địa phương lạ ở trong một cánh đồng quan. Bốn bề không có một người, chỉ có một cái hòm gỗ dài. Ông già kia nói: "Ông Trần, ông phải ngã ở đó." Ông Trần nghĩ ngã vào trong cái hòm đó tức là tiêu đời rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi nổi lên, liền chắp tay lại to tiếng niệm liên tiếp Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm chưa được vài chục tiếng, bỗng nhiên có một người con gái ở trong làng khoảng 17-18 tuổi đi đến, dùng tay chỉ tôi nói: "Ông mau đi về đi thôi." Vừa tỉnh dậy thì ra là một giấc mộng nam kha. Sáng sớm thức dậy liền nói với vợ ông ta A Kiều giấc mộng dữ tối qua. May mà ở trong mộng biết niệm Phật, nếu không thì không biết sẽ ra sao. A Kiều tức khắc đến trước bàn Phật thắp hương đốt đèn cầu nguyện Phật Bồ Tát từ bi gia bị, khiến cho việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá thành không. Ông Trần lúc đó đang bao thầu xây dựng một tòa lầu 3 tầng, công trình đã sắp hoàn thành rồi. Sáng sớm hôm đó sau khi ăn cơm xong, do vì ảnh hưởng nỗi sợ hãi giấc mộng dữ đêm qua, trong lòng rầu rĩ không vui, liền đến hiện trường công sự. Vừa nghĩ muốn lên tầng lầu 3 để xem xét, bỗng nhiên có một công nhân đi đến nói với ông Trần: "Ông không cần phải lên, để tôi đi xem được rồi." Vị công nhân này liền bước lên cái giá cây của cây cầu thang. Ông Trần vẫn đứng ngay chỗ cũ, tay thò vào trong túi lấy ra một điếu thuốc thơm. Lúc đang đánh lửa, bỗng nhiên nghe rầm một tiếng. Vừa nhìn thì ra là vị công nhân vừa mới thay mình đi lên tầng lầu 3, mới hơi không đề phòng chân đạp lệch, từ trên lầu té xuống ngã trên đất. Lúc đó điếu thuốc thơm của ông Trần còn chưa hút, giật mình hết hồn, lập tức bước đến đỡ dậy thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Ông Trần ôm anh ta ra mướn một chiếc taxi đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vì bị thương nặng chấn thương sọ não đã dứt thở trong xe. Đến bệnh viện đã về trời rồi. Ông Trần lo đám tang cho anh ta rất là long trọng xong, rồi lại cấp mấy vạn đồng cho trong gia quyến, mới kết thúc viên mãn. Ông Trần trải qua lần tai họa này có thể nói là phá tài quá giận, hao tài mà qua được giận hạn. Nhưng từ ngày bị một phen quản día quá sức đó trở đi, dường như ba hồn bảy vía không còn ở trong thân nữa, tinh thần không thoải mái, chẳng thiết gì đến ăn uống. Vợ ông ta là A Kiều rất là lo lắng, liền đi hỏi thăm ý kiến sư tỷ Kim Chi, đem những việc trên kể cho sư tỷ nghe. Sư tỷ Kim Chi liền bảo cô ta dùng một ly nước sôi ở trước Phật sau khi thành cẩn tụng 7 biến chú Đại Bi rồi cho ông ta uống. Nếu hiệu nghiệm thì là rất may mắn, nếu không hiệu nghiệm thì phải mau đi bệnh viện khám. A Kiều y theo cách của sư tỷ Kim Chi, rất là cung kính nhất tâm tụng 7 biến chú Đại Bi xong cho chồng cô ta uống. Thật là linh nghiệm dị thường, nước vào thì bệnh dứt, tinh thần của chồng cô ta dần dần hồi phục như cũ, không cần thuốc mà khỏi bệnh. Chuyện kể đến đây, chắc có người sanh nghi vấn: Phật Bồ Tát là bậc đại từ Đại Bi, tại sao chỉ cứu có một người, cái chết của anh công nhân đáng thương kia lại không ra tay cứu? Mọi người chúng ta nên biết, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp. Ông Trần nhờ sự quân tập niệm Phật của vợ mà trong tàng thức đã gieo được hạt giống kim cang A Di Đà Phật, cho nên những cái tốt xấu chưa đến mà đã có điềm trước. Trong giấc mộng đêm đó, một ông già dẫn ông ta đi đến cảnh giới khác, bảo ông ta chôn vào trong cái hòm. May mà hạt giống Phật A Di Đà trong tàng thức của ông ta phát khởi hiện hành, bỗng nhiên khiến ông ta chắp tay lại niệm Phật. Đây là gặp dữ quá lành, tiêu tai giải nạn, việc lớn quá thành việc nhỏ, việc nhỏ quá không. Đến như anh công nhân kia, không phải là Phật Bồ Tát không cứu anh ta,
do vì phàm phu đều là nhận giả làm chân, lấy khổ làm vui, cứ hưởng thụ những cái trước mắt, suốt ngày mê hoặc điên đảo, chẳng kể gì việc tốt xấu đến. Phật Bồ Tát có chỉ điểm như thế nào thì cũng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ. Như thế làm sao có thể chấp tay xưng niệm thánh hiệu của Phật Bồ Tát được? Không biết niệm Phật thì không có thể chuyển nghiệp. Lúc sắp đến thành của vua Diêm La báo hiện diện thì phải đi thôi. Tục ngữ có câu: Diêm Vương chỉ định canh ba chết thì không cho lưu đến canh năm. Như thế có thể suy ra cái chết của người công nhân kia cũng không ngoại lệ. Đây là định nghiệp không thể chuyển. Có lẽ vẫn còn có người sanh nghi vấn: tại sao ông Trần mấy năm trước, lúc bao thầu công sự xây dựng, nhờ Phật Bồ Tát cảm ứng đã không bị lỗ vốn lại vẫn được bình an, lần này lại tổn thất quá nhiều và bị một phen nguy hiểm sợ hãi, Phật Bồ Tát sao không gia bị? Nên biết phàm người tu hành lúc mới phát tâm phần nhiều rất thành khẩn, nhưng qua một thời gian, hoàn cảnh thay đổi đều là tùy theo nhân quả thuận cảnh, nghịch cảnh của mỗi người tự làm thì tự chịu. Lúc đó, vợ chồng của A Kiều, cả đứa con, cả nhà là sơ phát tâm, dùng lòng chí thành, ngày đêm do gì thành kính thận khiết xưng niệm. Về sau, lần này như thế là do gì đời người tai nạn, nghịch cảnh phiền não nhiều. Những tai nạn, nghịch cảnh phiền não này luôn hiện ra trước mắt, giống như cái tai họa đột nhiên này. Ông Trần mặc dù có bị kinh sợ hao của, vẫn là từ trọng báo chuyển thành khinh báo, cũng là cái may lớn trong cái xui xẻo. Trong sâu xa vẫn có Phật Bồ Tát ngầm phò hộ. Chuyện thứ 38: Con mèo đòi nợ, yêu cầu siêu độ. Phàm người khi mạng sắp long chung, ngoài con đường thánh ở Tây Phương ra, thì nếu không vào được cõi trời hay loài người, thì cũng ắt vào các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quyến thuộc của người mạng chung, nếu có thể giúp cho họ niệm Phật, đó là đưa thần thức của họ phản sanh vào đường thánh Tây Phương, mãi mãi thoát ly được biển khổ sanh tử. Nhưng cái ngày sắp mạng chung, giống như ngày 30 tháng Chạp, những oan nghiệp đời trước, các chủ nợ đều đến, đâu có chịu cho anh đi dễ dàng. Nợ đã tính chưa xong, lâm chung làm sao để cho anh tiêu dao tự tại. Trong khoảnh sát na này, thì phần lớn trách nhiệm ở nơi quyến thuộc và những người trợ niệm. Cho nên, người niệm Phật tu hành nhất thiết không nên ỷ vào mình tu hành nhiều năm, công phu rất tốt, các thứ công đức bố thí vân vân nhiều. Ngoài các bậc hành giả thật sự nắm chắc được việc tự tại, muốn đi thì đi, còn lại lúc sắp mạng chung vẫn phải lấy trợ niệm làm quan trọng. Bây giờ đơn cử một vị liên hữu vào tháng trước vãng sanh để chứng minh. Vị liên hữu Hồng Hoàng, trưởng ban của ban 48 nguyện, kim ban trưởng của ban thí tài ở liên xã Đài Trung, năm nay 62 tuổi. Trong 20 năm gần gũi đồng tu với ân sư Bính Công, có thể nói là người có phước báo nhất, thành khẩn nhất, phát tâm lớn nhất, không có ai là sánh được với bà. Phước báo của bà ta là gia đình thanh nhàn nhất, con cái, dâu rể, cháu ngoại đều hiếu thuận, cả nhà tin Phật, niệm Phật và của cải dư giả, bố thí từ nào đến giờ không có lẫn tiếc. Cho nên sư phụ cho bà ta làm ban trưởng ban thí tài. Lòng thành khẩn đối với việc tin Phật của bà là mỗi khi sư phụ giảng kinh hoặc mở hội vân vân thì bà đều đi đủ, không có mưa gió gì có thể cản trở. Chẳng những tự tu tự lợi như thế mà còn tâm tâm niệm niệm luôn nghĩ đến việc lợi tha. Tôi thường khen ngợi Hồng Hoàng với mọi người: hạng mà khó độ nhất là bà con trong gia đình và những người hàng xóm. Nhưng mà Hồng Hoàng thì sao? Thật có thể nói bà là bậc vi trí song vận, nghĩa là vi trí đầy đủ, phương tiện khéo léo. Không những trong gia đình, bà con, đồng chí, đồng đạo, ngay đến bà con hàng xóm xa gần, cả đến trong những ngõ hẻm ngóc ngách, hầu như nhà nào cũng đều phụng thờ tượng Tây Phương Tam Thánh, có thể độ được cả một con hẻm đều tin Phật, thật là hiếm thấy.
Đây đều là cái thành quả phát Bồ Đề Tâm của bà. Chẳng những như thế, bà lại còn đảm nhiệm làm cán sự hội phụ nữ khu Bắc thành phố Đài Trung. Đã từng khuyên dứt mười mấy gia đình bất hòa. Năm đó có cặp vợ chồng trẻ, cảm tình sắp bị tan vỡ. Lúc chồng vợ con cái sắp chia tay, thì nhờ biện tài vô ngại của bà khuyên bảo, gia đình trở lại tốt đẹp, và tốt hơn nữa là đều quy y Tam Bảo. Cho nên ai cũng đều khen ngợi hoàn cảnh gia đình của sư tỷ Hồng Hoàng là tốt đẹp. Cùng với tinh thần từ bi, ưa xả thí của bà, trong đời có thể nói là thập toàn thập mỹ, tức mười phân vẹn mười. Tuy nhiên, trong cái đẹp có cái khiếm khuyết. Cái khiếm khuyết của sư tỷ Hồng Hoàng là vào năm ngoái bỗng nhiên bị bệnh ruột dư, đã đi bệnh viện khoa ngoại mổ một lần. Đến trung tuần tháng 2 năm nay, bệnh biến đổi nặng. Đã qua đông tây y dược liệu, vẫn không có hiệu quả. Lúc bệnh nặng, đã từng có thỉnh thầy Bính Công đến khai thị. Thầy thấy bà uống thuốc an thần, mơ mơ hồ hồ, liền dặn con gái của bà, về sau nhất thiết không nên tiếp tục cho bà uống thuốc an thần nữa. Lúc trợ niệm, tinh thần sẽ mơ mơ hồ hồ như thế, thần thức sẽ không thể vãng sanh Tây Phương được. Đến 3 giờ buổi chiều ngày 17, tôi nhận được điện thoại của con gái của bà, nói là mẹ của cô đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Tôi lập tức cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy người nữa đi đến trợ niệm. Lúc đó mọi người chúng tôi đều thấy bà ta hổn hển thở gấp, không còn biết gì. Hai tay giở lên buông xuống liên tục, bộ dạng như đang muốn đẩy cái gì. Chúng tôi liên tục niệm Phật, niệm đến khoảng hơn 5 giờ, thì hơi thở gấp của bà đã từ từ ổn định lại. Hai tay cũng không còn giơ lên giơ xuống nữa, dần dần tỉnh táo trở lại và đã có thể nói chuyện được rồi. Bà nói với chúng tôi, sư tỷ, cảm ơn các sư tỷ nhiều. Được rồi, các sư tỷ nghỉ đi. Tôi nói bà ta nên tĩnh tâm nhớ Phật, không nên nói chuyện nhiều. Lúc đó đã 6 giờ, tôi liền dặn dò con cái của bà rằng, nếu như lúc nửa đêm khuya khoắt nguy hiểm, các con cháu mọi người đều phải cố gắng niệm Phật, nhưng nhất định phải đồng thanh, không nên có người thì niệm A, có người thì niệm Đà, có người thì niệm Di, trước sau lộn xộn, như thế làm nhiễu loạn nhĩ căn của người sắp mạng chung. Sau khi tôi dặn dò xong, liền cùng các liên hữu ai về nhà nấy. Đến sáng ngày hôm sau, nhớ nghĩ người bạn tri âm sắp từ biệt cõi đời, không khỏi ngậm ngùi nhớ tiếc, tức khắc chạy đi xem coi tối qua như thế nào. Lúc tôi mới vào cửa, A Hoàng nghe được tiếng tôi liền lớn tiếng kêu lên, sư tỷ kháng trị lại đây, lại đây. Tôi liền ngồi trên mép giường của bà. Bà nói với tôi, chiều hôm qua may là có các sư tỷ niệm Phật cho tôi. Do gì lúc đó dường như đang bị cái chụp mũi đen đè cứng. Cái chụp đó nặng có mấy ngàn ký, đè đến nỗi tôi không thở nổi, chỉ còn có hai tay còn tự do. Nên hai tay giơ lên giơ xuống muốn đẩy nó ra, nhưng lại đẩy không nổi. Tôi hỏi bà ta, tại sao chị không niệm A-di-đà Phật? Bà nói, khắp mình bị đè thở không ra hơi. Không những miệng niệm không ra, ngay cả trong tâm cũng không niệm được. May mà còn có thể nghe được tiếng niệm Phật của các chị. Tiếng vừa to vừa rõ ràng. Cái chụp mũi đen đó dần dần biến mất. Tôi mới cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, từ từ tỉnh lại. Hồng Hoàng lại nói, sư tỷ kháng trị à, tôi hôm qua lại còn nhìn thấy một cảnh giới nữa, kể ra rất dài. Tôi hỏi bà muốn nói cái gì, bà nói, tối qua khoảng 2 giờ, tôi nhìn thấy có một đứa bé khoảng chưa đầy 8 tuổi, mặc đồ trắng hiện ra trong phòng tôi. Tôi hỏi nó, mày là ăn trộm đến trộm đồ phải không? Thằng nhỏ liền phủ nhận, không phải, không phải. Tôi hỏi tiếp nó, vậy mày ở đâu đến đây? Đến làm cái gì? Nó nói, tôi từ lục đạo luân hồi đến, muốn đến đòi nợ bà, tính sổ với bà. Tôi nói, ta làm người thanh bạch,
chưa từng thiếu nợ của người nào. Thằng nhỏ đó lại nói, không phải đời này mà là nợ đời trước. Do vì bà đời trước ở Đài Bắc là người hiếu sát, đã giết 40 con mèo rồi đều vứt bỏ xuống sông Cô Long, tên cũ. Không tin, bà đi kiểm tra lại thì biết, tôi là một con trong số đó. Do vì sau khi bà giết chết tôi rồi, bà vẫn cứ ném vào trong sông. Tôi rớt xuống bên bờ, có một người họ Hứa cứu tôi, nhưng tôi đã không thể sống tiếp, nên đã dùng một sợi dây cột tôi lại, treo lên trên cây. Tôi nhờ tinh hoa của mặt trời mặt trăng cho nên có thể được hình người này. Nhưng còn 39 anh chị em của tôi vẫn còn hình dáng mèo chịu khổ ở nơi đó. Tôi đến đây là muốn bà siêu độ cho bầy mèo anh chị em của tôi thoát khổ. Tôi vội vàng nói, được, được, liên xã chúng tôi trong tháng sắp cúng tế tổ, thuận tiện sẽ siêu độ luôn cho các người. Đứa bé đó lại nói, không được, không được, nhất định phải làm hai cái giỏ tre đi đựng 39 con mèo kia. Chính bà tụng kinh siêu độ tại nhà bà. Tôi liền nhận lời. Sáng hôm nay kêu canh thân viết thư cho một người bà con ở Đài Bắc hỏi thăm rồi. Qua 3 ngày, người bà con ở Đài Bắc gửi thơ hồi âm nói, trước đây rất lâu ở Đài Bắc thật có con sông này. Việc này của Hồng Hoàng không những nói với tôi, còn nói với rất nhiều liên hữu nữa. Bà liền thỉnh cư sĩ Triệu Đàm Thuyên, Vương Thanh Hán, mười mấy vị liên hữu đến nhà bà tụng kinh Địa Tạng. Tụng kinh sám 3 ngày để siêu độ cho 40 con mèo kia. Buổi tối ngày cuối cùng lại làm một nhà phổ thí, tức thí khắp, để mở hết những oan kết cho bà. Đến sáng sớm, mồng 5 tháng 3 âm lịch, có người gọi điện thoại đến nói Hồng Hoàng sắp vãng sanh rồi, hiện chỉ còn thở thoi thóp. Tôi liền lại cùng với sư tỷ Ngọc Trinh và mấy vị đến nhà bà niệm Phật. Niệm được hơn 1 giờ, thì Tố Cầm, con gái của bà, nói với tôi, sư tỷ, má con bắt đầu từ đêm qua, chỉ còn một hơi thở mong manh như thế, đến bây giờ vẫn chưa được vãng sanh. Má con trước đây từng có dặn dò con, cần phải trước khi vãng sanh, trước nên thay đồ giùm cho bà. Không biết phải hay không là chưa thay đồ, nên không chịu vãng sanh. Sư tỷ bây giờ thay đồ cho má con được không? Tôi nói, không được, không được. Bây giờ động dời bà, e rằng gây cho bà ta phiền não thì không được vãng sanh. Thế là lại niệm hơn nửa tiếng đồng hồ, vẫn cứ như thế. Tôi nghĩ có lẽ bà ta thật sự chấp phải thay đồ trước, liền kêu mọi người tạm ngừng niệm Phật. Tôi đến bên tai của bà lớn tiếng nói, sư tỷ A Hoàng, chị niệm Phật 20 năm, tâm tâm niệm niệm đều là muốn vãng sanh Tây Phương. Chị đã hiểu thế giới ta bà này là giả, là khổ. Đời người ở đời trong mấy chục năm, mỗi con người cuối cùng đều phải chết, chỉ là trước sau mà thôi. Thế giới cực lạc mới là quê nhà an ổn của chúng ta. Phật A-di-đà là cha lành của chúng ta. Sắp đến tiếp dẫn chị phải buông bỏ hết vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Mọi người chúng tôi sẽ tiếp tục giúp chị niệm Phật, đưa chị vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Sau này, chị còn phải thừa nguyện lực trở lại quảng độ chúng sanh. A-hoàng, chị phải buông bỏ tất cả. Chúng tôi thỉnh Phật A-di-đà đến tiếp dẫn chị phải niệm Phật theo đại chúng. Thật là không thể nghĩ bàn, mọi người đều nhìn thấy lúc tôi nói chuyện với bà. Mắt của bà mở ra, đầu thì gật không ngớt, bày tỏ dáng điệu rất hài lòng. Chúng tôi bèn niệm tiếp được 5 phút, bà liền mỉm cười ra đi. Lúc đó là 11 giờ trưa, ngày mùng 5 tháng 3. Sau khi bà dứt thở, chúng tôi lại còn niệm 8 giờ nữa mới để cho con cháu bà tắm rửa, thay đổi y phục và lo đám tang. Từ chuyện đơn cử có thật trên đây, chúng ta thấy, trước khi Hồng Liên Hữu Lâm Chung nhìn thấy một cái chục đen nặng cả ngàn ký đè bà ta đến nỗi đau khổ vô cùng, tự mình không cách gì đẩy ra được. Nếu như không có các vị liên hữu bên mình bà niệm Phật cho bà, thì làm sao có thể hồi dương được hơn 10 ngày.
dùng Phật Pháp làm những công đức giải oan thích kết, tức mở bỏ những oan trái cho những con mèo nhỏ kia, mà những oan hồn kia biết Hồng Liên Hữu thường ngày niệm Phật sẽ sanh Tây Phương, thì món oan trái này sẽ không còn cách gì đòi cho được. Bèn hiện thân ra đứa nhỏ, thẳng thắn nói ra đoạn oan nghiệp bị giết hại đời trước, yêu cầu tụng kinh siêu độ cho chúng thoát khổ. Có thể nhìn thấy nhân quả đáng sợ, rất nguy hiểm biết bao. Tôi viết đến đây, tự nhiên lông tóc dựng ngược, cảm thán mãi. Thật là thân này không lo tu ngay trong đời này, còn đợi đến đời nào mới độ được thân này. Câu chuyện thứ 39. Cháu gái nói chuyện phạm lỗi với ma quỷ, nhờ niệm Phật giải quán. 7 năm trước, lúc tôi đang giảng kinh Di Đà ở nhà ban trưởng Lý Thủy Cẩm, ban Kim Cương ở đường Nam Kinh, lúc đó có vị thính chúng rất thành khẩn, họ Dương tên Khuyến, hơn 30 tuổi. Cô ta rất giỏi làm ăn, đã từng kết hôn. Do vì hai vợ chồng trẻ cá tính không hợp nên chia tay nhau. Nhưng cô Khuyến này là người rất biết giữ đạo của người phụ nữ. Cho nên, sau khi hai ông bà già chồng qua đời, mặc dù đã ly hôn với chồng, cô Khuyến vào tiết Thanh Minh hàng năm vẫn về nhà mình ở Lộc Cảng sắm sửa những đồ bánh lễ, rượu, đồ tế, vân vân, đi đến mộ của cha mẹ chồng cúng bái. 7 năm trước, cô Khuyến còn là tín đồ Phật giáo sơ cơ, đến tiết Thanh Minh vẫn về cố hương sắm sửa rất nhiều đồ, rồi cùng đứa cháu gái và mấy đứa bé hàng xóm đến cái mã quan đó cúng vái cha mẹ chồng có duyên mà không nợ. Cô ta đang phủ phục lại và nhớ lại ngày trước, bỗng nhiên nghe đứa cháu gái 10 tuổi đứng bên mộ bia kêu lên: "Cô ơi, hôm nay cô đi cúng mộ cúng sai rồi. Chúng ta là họ Dương, còn cái mộ này họ Hứa, không đúng rồi. Cô ơi, chúng ta về nhà đi, về sau không cần phải lại đây cúng bái mộ của họ Hứa này nữa." Do vì cháu bé này nhìn thấy họ ở bia đá trên mộ, không biết nội tình, tôi hỏi cô Khuyến: "Cô có giải thích cho nó không?" Cô Khuyến nói: "Đối với con nít làm sao nói những chuyện quá khứ như thế này?" Tôi liền chia bánh trái cho đám mục đồng, thôn nữ mang rượu thức ăn, đồ tế về chia cho mấy đứa nhỏ đi theo ăn. Tôi thì đi vội về Đại Trung. Sau khi cô Khuyến về Đại Trung 12 giờ đêm đó, người em trai ở Lộc Cảng đột nhiên vội vã đến, rất lo lắng hỏi rằng: "Chị à, chị hôm nay dẫn cháu đi đến mộ, có làm cái gì không đúng không? Tại sao ăn cơm tối xong, em đang viết bài, bỗng nhiên cháu nó kêu to đau đớn lên, cứ nói: ba ơi, ba ơi, có rất nhiều quỷ từ ngoài cửa sổ vào, đều giương dài tay ra muốn bắt con đi. Họ mắng con hay xía vô chuyện người ta, biểu người ta sau này đừng đi cúng bái nữa. Ba má ơi, con sợ quá." Em trai cô lại nói: "Chẳng những như thế mà lại còn phát sốt cao nữa, cho nên cả nhà cơ em nhanh chóng đến hỏi chị. Hôm nay ra mã, rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy?" Cô Khuyến liền đem việc ở mã nói với em trai. Cô ta nói: "Có lẽ là những hồn quỷ bị nói là không phải nhà họ của mình đó. Sáng ngày mai chị nhờ các vị liên hữu đi tụng kinh siêu độ là được rồi." Qua sáng hôm sau, cô Khuyến liền đến nhà ban trưởng nói với Lý Thủy Cẩm rằng: "Hôm qua cúng mộ, đứa cháu gái không biết nên nói những lời có lỗi với người chết. Tối hôm qua liền đến gây chuyện, làm cho thằng em của tôi ngay đêm hôm đó đến tìm tôi. Hôm nay đến đây thỉnh cầu ban trưởng nghĩ cách giùm." Ban trưởng Lý Thủy Cẩm thật từ bi, liền cùng phó ban trưởng Lâm Ngọc Kính, luôn cả cô Khuyến, ba người đi đến Lộc Cảng tụng một quyển kinh Di Đà, 21 biến chú giảng sanh và chú đại bi tâm kinh vân vân cho con bé, tiêu tai giải nạn cho nó, và cho nó uống nước chú đại bi, lại bảo cả nhà niệm A Di Đà Phật nhiều vào. Thật là không thể nghĩ bằng, nhiệt độ của con bé hạ dần, bình an vô sự như thường. Cô Khuyến từ đó cảm thấy Phật pháp vô biên, càng phát tính tâm sâu chắc, tinh tấn hơn gấp bội. Tháng 2 năm ngoái, lúc liên xã mở cuộc họp nhỏ, cô Khuyến đứng dậy xin hỏi sư phụ Bính Công. Cô nói:
Con trước kia chưa tin Phật, trong nhà có cúng một tượng Dương Gia Công. Em gái con cũng là một miếng kim bài nặng 3 tiền đeo trên ngực của tượng thần. Bây giờ con đã là đệ tử Tam Bảo, con muốn thỉnh tượng Dương Gia Công đó đưa đến miếu thần và lấy miếng kim bài đó ra đem đi bán, rồi lấy số tiền bán được khắc một tượng Địa Tạng Bồ Tát. Em gái con đã đồng ý. Xin hỏi sư phụ có được hay không? Sư phụ đáp rằng: Được, nhưng tượng Địa Tạng Bồ Tát này phải viết rõ là Dương Gia Công cúng hiến, bởi vì miếng kim bài của em gái cô đã dâng cho Dương Gia Công rồi. Kim bài là vật sở hữu thuộc về Dương Gia Công, nếu làm như lời ta nói thì không có lỗi. Do đây có thể thấy, cô Khuyến bây giờ đã là một tín đồ Phật giáo chánh tín vậy. Chuyện thứ 40. Việc sanh tử của ai, tự người đó giải quyết. Lại nói cô Khuyến vào một buổi sáng chủ nhật tháng trước đến liên xã nói với tôi rằng: Sư tỷ kháng trị, nhất định phải học biết khóa tụng, tụng kinh niệm Phật, tụng chú vãng sanh của hai thời khóa sớm tối, để một khi tai nạn đến thì tự mình biết niệm mới có thể tự cứu. Cô ta lại nói: Do vì 2 tháng trước tôi ở Chương Hóa có một người ông bà con, nửa năm trước bị mắc một chứng bệnh. Theo lời bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở Đài Bắc, nói là bị ung thư đường ruột, đã từng mổ ở một bệnh viện lớn. Theo bác sĩ nói, ruột già của ông ta như vảy cá, không thể cắt bỏ. Kêu con trai của ông nhanh chóng đưa ông về nhà, muốn ăn thứ gì thì mua cho ông ăn là tốt rồi. Tôi nghe nói ông mắc chứng bệnh bất trị, liền đi đến Chương Hóa thăm ông. Đến gặp bà nói với tôi: Ông của con đã có dặn, lúc ông sắp lâm chung cần phải trợ niệm 8 tiếng đồng hồ cho ông ta, không được khóc. Đám tang phải làm chay, toàn bộ phải làm theo nghi thức Phật giáo. Tôi nói: Mọi người ở đây chưa từng thấy qua người ta trợ niệm, làm sao mà biết trợ niệm? Nếu như lúc cần hộ niệm, bà gọi điện thoại cho con ở Đài Trung mời thêm mấy vị liên hữu đến trợ niệm giúp cho bà. Vào đầu tuần tháng 2, tôi nhận được điện thoại của bà tôi ở Chương Hóa, nói ông sắp vãng sanh rồi. Tôi vội vàng đi mời 2 vị liên hữu nữa cùng tôi đến Chương Hóa, thì chỉ thấy ông ngồi dựa trên ghế giữa nhà khách, đã hôn mê không còn biết gì, cắp mình mồ hôi nhễ nhại, hơi thở khó khăn. Tôi liền cùng 2 vị liên hữu bắt đầu niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Một điều khiến cho người ta yên lòng nhất là cả nhà, con gái, con trai, các cháu đều vây quanh lại đồng thanh niệm Phật. Niệm đến trưa thì ông tỉnh táo trở lại, liền nói với mọi người rằng: Vừa rồi có rất nhiều hung thần ác quỷ muốn bắt tôi đi, nhưng pháp lực của Phật A-di-đà chúng ta vô biên, bây giờ đã đi hết rồi. Tôi muốn vào phòng yên nghỉ một chút. Cô Khuyến thấy ông ta nói chuyện đã như người bình thường rồi, liền dẫn 2 vị liên hữu cùng đến, đi ra quán chay gần đó ăn cơm trưa, sau đó mua 2 vé xe đưa họ về Đài Trung trước. Cô Khuyến do vì buổi chiều lại đến nhà người bà con thăm ông nên không cùng 2 vị liên hữu cùng về. Cô Khuyến lại có một bà dì ở cửa Nam, liền trước đến bà dì, nói ý muốn nghỉ một chút. Bà dì đương nhiên rất hoan nghênh, liền dọn một phòng khách sạch sẽ, yên tĩnh cho cô nghỉ. Cô Khuyến một mình ngồi trên giường, lúc còn chưa nhắm mắt, bỗng nhiên nhìn thấy rất nhiều hung thần ác quỷ đi đến, túm chặt đầu tóc của cô giọng xuống giường túi bụi, cho cô Khuyến đau đến nỗi ngay cả đến niệm Phật cũng niệm không ra tiếng. Đành dùng tâm niệm A-di-đà Phật, tâm niệm không ngừng, bọn ác quỷ kia đương cự không lại mới buông ra chạy đi. Cô Khuyến tỉnh lại, không dám nói với bà gì, vội vã từ biệt. Cũng không có đến nhà người ông bà con nữa, mà đón xe đi thẳng về Đài Trung. Vừa vào đến trong nhà, vội vã đến bàn Phật, đốt đèn thắp hương lên, tụng kinh A-di-đà, lại còn tụng mấy trăm biến chú vãng sanh, rồi lại niệm thánh hiệu A-di-đà Phật. Tụng niệm xong, liền quỳ xuống hồi hướng rằng: Bạch Phật A-di-đà, xin Ngài làm chủ cho con hôm nay tụng kinh chú niệm Phật
hết thảy xin bố thí cho những hung thần ác quỷ đánh con hồi trưa ở Chương Hóa, khiến cho họ lìa khổ được vui, về sau không còn đến quấy rầy con nữa, và cũng không còn quấy rầy người ông bà con của con nữa. Thật là không thể nghĩ bàn, từ đó về sau cô Khuyến được bình an vô sự. Người ông bà con cũng lần lần mạnh khỏe lại như thường, đã có thể đi bộ đến chợ gần đó, đi tản bộ hóng mát. Mãi đến ngày 23 tháng 4, 3 giờ đêm, bỗng nhiên dứt thở, nhất thời không kịp mời người đến trợ niệm. Đây chứng minh lúc bình thường không có cái nhân niệm Phật, lúc lâm chung không có được cái duyên trợ niệm, mặc dù mong được người trợ niệm nhưng cũng không thể được. Cho nên nói, ai ăn nấy no, việc sanh tử của ai người đó giải quyết. Độc giả nếu muốn tiêu tội nghiệp cầu vãng sanh thì nhất định phải tự mình niệm Phật cho nhiều, bảo đảm nơi ở được bình an, đi ra đường được vô sự. Đồng thời thân này lúc mạng chung được gặp duyên lành, vãng sanh cực lạc. Câu chuyện thứ 41. Thường niệm Phật được thoát khỏi tai nạn. Một câu A Di Đà Phật giống là thuốc A Già Đà, có thể trị bá bệnh tiêu tai khỏi nạn, thật sự rất tốt. Ở đây lại kể ra một vị niệm Phật thành khẩn được cảm ứng. Nhà vị cư sĩ này ở đường Tam Dân Đại Trung, nguyên quán Phúc Châu, tên là Tôn Phụng Anh, tuổi khoảng hơn 30. Cô ta lúc trẻ ở Đại Lục đã tin Phật, đã trồng căn lành. Lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được khôi phục. Sau khi cô ta chuyển về Đại Trung, bắt đầu niệm Phật, do vì là hàng xóm của bà Dạng, đã từng tham gia ban phục hưng của liên xã. Nhưng cô ta cách ban xong tu rất gần. Buổi giảng kinh các ngày Chủ Nhật thường đều tham gia. Có một hôm, cô ta nói với tôi: "Sư tỷ, tôi niệm Phật A-di-đà được cảm ứng như thế, sao mà khuyên người ta niệm Phật, người ta đều chẳng chịu niệm?" Tôi hỏi cô ta được cảm ứng như thế nào. Cô ta liền đem một đoạn sự thật 7 năm trước nói với tôi. Cô ta nói: "Vào tháng 7, 7 năm về trước, có một lần bão lớn, nhà vệ sinh lúc trước của nhà tôi là làm bên một con rạch sau nhà, cách nhà một đoạn. Kế bên nhà vệ sinh có một cây đa lớn từ thời Nhật chiếm cứ để lại. Tôi 9 giờ tối đêm đó ra đi vệ sinh, lúc bước vào nhà vệ sinh, bên tai liền nghe dường như có người nói với tôi: "Nhanh nhanh đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm." Liên tiếp nghe được 3-4 lần như thế, tôi sợ quá chạy ra ngay. U một hơi chạy vào trong nhà bếp, bỗng nhiên nghe một tiếng trầm to như sét đánh. Chỉ thấy cây đa to kia bị gió thổi ngã, ngã xuống đúng ngay nhà vệ sinh. Nếu như nó ngã vào nhà thì thật không biết ra sao. Chồng tôi vừa nhìn thấy nhà vệ sinh bị cây đa ngã đè, liền to tiếng gọi con cái: "Biểu, nhanh nhanh ra cứu má tụi bay, bà đang ở trong nhà vệ sinh kìa, nếu như bị đè thì tiêu rồi." Tôi lúc đó từ nhà bếp ung dung đi ra, vừa cười vừa nói với chồng con rằng: "Tôi ở đây nè, không cần phải lo sợ, do vì Phật A Di Đà kêu bên tai tôi nhanh chóng đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm, thành ra tôi không đi vệ sinh gì cả, liền chạy ra." Vừa chạy đến nhà bếp, cây đa to liền ngã xuống. Nếu như không có Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi cứu tôi, e rằng bây giờ tôi đã tan xương nát thịt rồi. Tôi nghe xong truyền cảm ứng của cư sĩ Tôn Phụng Anh, bèn khen và chúc phúc cô ta. Lại hỏi cô ta: "Phương pháp tu hàng ngày của cô như thế nào?" Cô ta nói: "Chồng tôi là một viên chức nghèo, lại có 6 đứa con vừa trai vừa gái, cho nên nhất định phải lượng mức thu mà chi. May được tu theo pháp môn này, không cần phải tốn tiền gì cũng có thể tu được. Tôi hàng ngày sớm tối ngoài thắp hương lễ Phật 3 lễ ra, lúc giặt đồ cũng niệm Phật, lúc nấu cơm cũng niệm Phật, lúc quét nhà cũng niệm Phật. Tôi cứ như thế luôn luôn niệm trong tâm tôi, gặp người hàng xóm liền khuyên họ niệm Phật, khuyên họ đi nghe giảng kinh. Đáng tiếc là họ đều không chịu tin, có người còn cho tôi là ngu mê, cho nên xem họ suốt ngày đều nói chuyện tào lao, luống qua ngày tháng,
rất là tội nghiệp cho họ. Tôi liền an ủi cô ta, nói rằng: cô dụng công như thế, tâm không rời Phật, cuối cùng nhất định được giải thoát. Đời này không có biện tài độ chúng sanh thì phát nguyện giáng sanh Cực Lạc. Lúc đầy đủ biện tài rồi, thừa nguyện lực trở lại cứu độ hết thảy chúng sanh. Cư sĩ Tôn Phùng Anh có một hôm lại nói với tôi: tôi vào mùa hè năm ngoái cũng từng nhờ Phật gia bị thoát khỏi được tai nạn một lần. Tiếp theo cô ta nói: việc xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, có một đêm khoảng hơn 2 giờ, ở trên mạch đập của cánh tay trái tôi đang ngủ bỗng nhiên bị con gì cắn một cái, đau thấu tim phổi. Lập tức lớn tiếng kêu đau. Chồng tôi và đứa con lớn thức dậy thì thấy một con trùng lớn đang bò trên cánh tay tôi. Hai cha con liền tóm lấy con trùng to đó dán chặt trên tường. Tôi lúc đó đau muốn chết, chỗ bị cắn dường như có cái gì đó nó chạy khắp người thẳng lên, đau đến trên óc. Có cảm giác như cái đầu phình to lên như cái đấu, nhưng trong lòng rất hiểu cái đau nhức dữ dội đó. Nếu như đau đến trong tim thì bỏ mạng, do vì ngực ngạt đến nỗi thở không nổi. Tôi tự nghĩ nhất định số mạng đã định sống đến đây là hết, e không có cách gì cứu được. Lúc tôi bị cắn thì cảm thấy sanh mạng khó giữ, do vì đau quá tôi liền nhất tâm to tiếng niệm A-di-đà Phật. Mặc dù cái đau đã chạy đến trên óc, cho dù nó chạy đến trong tim, tôi vẫn cứ một mực nhất tâm niệm Phật, hy vọng Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi đi. Lúc đó tôi bèn hỏi cô ta: chạy đến trong tim là mất mạng, nhưng cô uống thuốc gì hay chích thuốc gì mà cứu được vậy? Cô ta đáp: đêm hôm khuya khoắt, đi đâu mời thầy thuốc, không có chích cũng không có uống thuốc gì hết. Tôi tự mình một lòng một dạ chỉ muốn giảng sanh Tây Phương, cứ niệm Phật mãi không dứt, niệm đến không còn sợ gì nữa hết, trong tâm không còn vướng mắc chút gì, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngay lúc đó bỗng nhiên thân thể cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu lại, không những đầu không còn đau, ngực cũng không còn ngạt nữa. Cho đến sáng đã tỉnh táo lại, tinh thần cũng vẫn như cũ, nhưng cũng còn rất mỏi mệt. Hôm sau nằm nghỉ trên giường một ngày thì bình an vô sự. Tôi lại hỏi cô ta: con trùng đó nó ra làm sao, bao lớn, tại sao cắn người đau ghê gớm như vậy? Cô ta nói: hiện giờ vẫn còn dính trên vách dài khoảng một thước, có rất nhiều chân. Tôi hỏi cô ta màu gì, cô ta nói màu đỏ nhạt. Tôi nói: đó chẳng phải là con rít sao? Cô thật là có căn lành, gặp lúc nguy cấp còn biết nhất tâm niệm Phật, nếu không thì bị rít cắn rất là nguy, còn nguy hơn là rắn độc nữa, thường hay gây ra cho người ta đến chết. Hai câu chuyện cảm ứng kỳ dị trên đây là chính miệng liên hữu Tôn Phùng Anh nói với tôi. Truyện thứ 42. Cành trúc báo bình an, rớt xuống nước được cứu. Sư tỷ Trần Thường Nga là một người rất thú vị, rất từ bi trong làng lão liên hữu chúng tôi. Bà đã có con cháu đầy nhà, ở đường Đốc Hành, trung tâm thành phố. Hiện đã 78 tuổi, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, trí nhớ rất tốt. Cho nên từ hồi trẻ đã học biết phân các loài cỏ thuốc. Mọi thứ cỏ thuốc nào trị bệnh gì, bà đều nhớ rất rõ ràng. Có một lần tôi hỏi bà: sư tỷ, bà lại Phật thành khẩn như thế, không biết là đã từng được cảm ứng chưa? Bà ta nói rất nhiều, thế là bắt đầu kể việc cảm ứng niệm Phật của chính bà đã trải qua. Sư tỷ Thường Nga nói: khoảng 18 năm trước, lúc tôi ở Ôn Nhật đã quy y Tam Bảo, sớm tối rất thành kính lại Phật. Có một hôm ngủ trưa, chiêm bao thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm cành trúc dài khoảng 4 thước, thước tàu, hai đầu dùng phải đỏ bịt lại, rất là đẹp. Thiếu nữ áo trắng nói: tuổi thọ đã đến rồi, cầm cành trúc này cho bà trị bệnh đó. Nói xong liền biến mất. Đến khi tôi thức dậy, cảnh trong chiêm bao vẫn cứ như trước mắt.
liền nói với con dâu việc trong mộng. Con dâu cũng ngơ ngác không biết gì. Đến hơn 5 giờ chiều, đứa cháu nội nói với tôi là ông bác nhà kế bên bị cảm nặng, muốn bà nội tìm cỏ thuốc cho ông ta uống. Tôi liền lấy một cái giỏ đi tìm cỏ thuốc. Nửa đường gặp một thằng nhỏ, nó nói: "Bà ơi, phía trước có một con chó dữ hay cắn người ta, bà nên đề phòng." Tôi liền thuận tay bẻ một cành trúc bên đường, rồi nói với thằng nhỏ: "Cảm ơn cháu, bà đã có cành trúc này, chó đến không có sợ." Thực tình con chó nó sợ cành trúc, ngay cả không dám sủa một tiếng. Đợi đến lúc tôi tìm cỏ thuốc đủ rồi, ở bên con rạch, bỗng có một đứa một đồng dắt một con bò bụng rất to. Lúc con bò đó đi đến gần tôi, đột nhiên nó hất đầu một cái làm cho tôi ngã nhào, lộn mình té vào trong con rạch, nước sâu hơn một trượng. Lúc đó trong tâm tôi tự nghĩ nhất định không còn sống được, vì nước sâu hơn trượng chảy mạnh, chân đạp không tới đáy. Lúc thân nổi lên, giỏ thuốc đã bị nước cuốn đi, nhưng cành trúc vẫn còn nắm cứng không buông. Tôi lại không biết bơi, thành ra cứ uống nước ồng ọc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chú bé một đồng rất thông minh, liền lớn tiếng kêu: "Bà ơi, cành trúc nắm trong tay bà, đưa qua bên này đi, con kéo bà lên." Tôi nghe xong, liền đưa cành trúc qua cho một đồng, hai tay nắm chặt lấy. Chú một đồng cũng rất cố sức, cũng hai tay nắm chặt lấy cành trúc, từ từ kéo tôi lên, cuối cùng cứu được tôi lên bờ. Người ta nhìn thấy y phục tôi ướt sũng hết, thật giống như con gà mắc nước, đều khen tôi có phước. Nghe nói tại chỗ đó người ta rớt xuống đều bị nước cuốn đi, không có người nào được cứu, đã có mấy chục người chết ở nơi đó. Tôi mới nhớ lại giấc mộng kỳ diệu cành trúc và thiếu nữ bạch y cho tôi thấy trong mộng, cùng với cành trúc bẻ bên đường dài như nhau, chỉ là trúc ở nhân gian không có đẹp như thế. Trên đây là chuyện linh cảm đã từng trải qua do sư tỷ Thường Nga thuật lại. Tôi liền khen ngợi bà ta có duyên với Phật A Di Đà. Phật A Di Đà lại có tên là Vô Lượng Thọ. Đức Quan Âm đại sĩ hóa làm thiếu nữ bạch y nói với bà: "Tuổi thọ đã đến, tặng bà cành trúc này cho bà trị bệnh." Cành trúc trong mộng vốn là điều tốt đẹp nhất, nên nói là điềm tốt, trúc báo bình an. Đây là lòng từ bi của Đức Đại Y Vương Vô Lượng Thọ Phật vì cứu trị tai họa cho bà, khiến cho bà khỏi được oan hồn trong nước. Cành trúc này chính là điềm báo trước cho bà được bình an. Có thể thấy được Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Câu chuyện thứ 43. Ở cõi đời này trước được nghe thiên nhạc ở hư không. Lại nói về sư tỷ Thường Nga. Từ sau khi biết đi chùa lạy Phật, hai thời khóa sớm tối tụng kinh Di Đà, tụng đến rất thuộc, từng chữ rõ ràng, cho nên có mấy vị lão liên hữu đều thích nhờ bà dạy học kinh Di Đà. Khi bà tụng đến đoạn thường tác thiên nhạc, xuất di diệu âm, bà thường nghĩ, nếu như trước khi chưa giảng sanh, trong đời này, ở cõi này mà có thể nghe được âm thanh di diệu của thiên nhạc, không biết sẽ thích thú như thế nào. Trong một mùa hè 10 năm trước, phía sau nhà của sư tỷ Thường Nga có trồng một dàn dưa leo, từng trái vừa to vừa non lủng lẳng. Lão sư tỷ mắt nhìn dưa vừa chín, muốn ăn thử quả dưa tươi mới, bèn kêu con dâu vào nhà bếp chuẩn bị trước. Tự bà đi ra vàng dưa, tự leo lên thùng phi xăng muốn hái dưa. Đang lúc hái hết trái này qua trái khác, vừa hơi không cẩn thận, cái thùng phi xăng không chịu được nặng, lão sư tỷ và cái thùng ngã lăn ra, nằm im dưới vàng dưa khoảng mười mấy phút. Con dâu của bà đợi trong bếp thấy lâu quá, nghĩ sao mà má chồng đi hái dưa lâu như thế mà chưa vào, liền đến vàng dưa xem. Vừa trông thấy sợ hãi thức sắc, liền miệng la lên: "Má, má!" Lại cho là bà bị chấn thương não, hôn mê ngã trên đất không biết gì nữa. Lúc đó đột nhiên sư tỷ chặn lại sự huyên náo của con dâu: "Đừng kêu la,
ta đang yên tĩnh nghe tiếng nhạc hay ho kỳ diệu, nghe đến tinh thần sảng khoái, bị ngươi kêu là mất tiêu hết rồi. Con dâu của bà nói: âm nhạc ở đâu, sao con không nghe thấy? Sư tỷ lại nói với tôi: lúc đó tôi ở dưới đất đứng dậy, dựng thùng phi xăng dậy xong, lại leo lên hái tiếp hai trái dưa, xong mới cùng con dâu đi vào nhà bếp đó. Bà lại nói: cho dù bây giờ nhớ lại lúc đó, thì âm thanh vi diệu của thiên nhạc thật là ở thế gian chưa từng nghe qua, cho nên nói là một âm nhạc không thể nghĩ bàn. Tôi hỏi bà ta: cái âm thanh vi diệu đó từ hư không đến hay là âm nhạc phát ra từ chỗ nào đó? Sư tỷ nói: lúc đó cảm giác như là ở trên đầu, nghe rất gần. Tôi nửa đùa nửa thật nói: vạn pháp do tâm tạo. Hồi xưa có một họa sĩ vẽ ngựa, ông ta suy nghĩ rất lâu về cách cấu tạo và động tác của ngựa, tự mình lại biến thành ngựa. Chính là cái đạo lý này. Do vì chị suốt ngày nhớ tưởng muốn nghe được thiên nhạc ở hư không của thế giới cực lạc ở Tây Phương, lâu dần bèn thật sự nghe được, có lẽ là tác dụng của tâm lý. Sư tỷ lập tức cải chánh nói: đích xác là cảm ứng của Phật A-di-đà. Nếu không thì lúc tôi ngã, dưới đất đều là đá gạch dở, lại ngay cả một vết thương tề xước cũng không có. Lúc đó tôi đã là bà già 68 tuổi rồi. Nếu như không phải Phật A-di-đà đại từ đại bi gia hộ, làm gì có được êm thấm như vậy? Chuyện thứ 44. Một tiếng Di Đà khiến xe được ngừng lại. Vị lão sư tỷ thường Nga này còn có một người con gái lớn tên là Nhung. Mọi người đều gọi cô là A Nhung. Năm nay 43 tuổi. Chồng cô là kỹ sư xây dựng, nhà ở Đài Đông. Cô A Nhung này từ lúc trẻ đã bị chứng bao tử thòng. Thầy thuốc Đông Tây trị hàng chục năm, những phương pháp bí mật hay những loại thuốc đặc trị đều không hiệu quả. Bệnh mãi đã đến gầy như que củi. 5 năm trước, sư tỷ thường Nga đến Đài Đông thăm, thấy con gái bị bệnh bao tử nặng như thế, liền nhớ đến thuốc A Già Đà trị được muôn bệnh, liền khuyên con gái chí tâm niệm Phật và kể rất nhiều chuyện cảm ứng không thể nghĩ bàn nhờ niệm A Di Đà Phật. Dạy con gái phải gắng sức niệm thánh hiệu A Di Đà Phật làm cách trị liệu có hiệu quả nhất về mặt tinh thần. Sư tỷ ở Đài Đông mười mấy ngày thì nghe nói gần đó có một cơ sở liên xã Phật giáo, liền dẫn con gái đi đến đó lạy Phật, niệm Phật và quy y Tam Bảo. Từ đó về sau, con gái của bà đã là đệ tử Tam Bảo, là một vị tín đồ thuần thành của Phật giáo. Hai thời khóa sớm tối, dù bận gì cũng đều tham gia đầy đủ. Không biết lúc nào, bệnh bao tử đau khổ nhiều năm nay rốt cuộc tiêu mất hết, sức khỏe hồi phục. Chỉ có trong một năm, do sự dẫn dắt của sư phụ và các liên hữu, cô ta chẳng những biết tụng kinh, xướng tán, tụng niệm hai thời sớm tối ở liên xã, mà ngay cả đến các pháp khí cũng đều học biết rành rẽ. Tục ngữ nói, Phật Pháp không phải việc khó, chỉ sợ tâm không chuyên, thật là rất đúng. Sau khi A Nhung mạnh khỏe trở lại, gia đình ngày càng hưng long. Mua thức ăn, làm việc gì thì dùng xe đạp đi. 2 năm gần đây, xe đạp bị chê và bị đào thải. Liền mua một chiếc xe gắn máy màu đỏ 50 phân khối. Muốn đi đâu thì đi, vừa tiện vừa khỏe. Suốt ngày rất vui vẻ, vừa làm Phật sự, vừa giúp nghiệp vụ cho chồng. Nhất là nhiệm vụ người đàn bà trong gia đình, trong ngoài đều tươm tất. Vào tháng 3 năm ngoái, một hôm hơn 8 giờ sáng, A Nhung như thường lệ chạy xe gắn máy muốn đến chợ mua đồ. Đi được nửa đường, bỗng nhiên chiếc xe gắn máy xảy ra sự cố, thắng tay thắng chân đều hư, không thắng lại được. Liền tức thời xe như con ngựa hoang xông xáo bừa bãi. Đại khái mỗi con đường ở Đài Đông đều chạy qua như dòng như gió, nguy hiểm suýt đụng chết một cô gái vùng núi. May mà cô gái né rất nhanh, chưa bị tai nạn. Lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, A Nhung trong lòng sợ đến nỗi mơ mơ màng màng, cũng không có cách gì, cứ chạy mãi. Lúc sắp xông vào một cửa hàng,
Trong khoảnh khắc sắp đụng vào một cây cột to trước cửa, thì trong miệng A Nhung bỗng nhiên kêu to một tiếng A-di-đà-phật. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chiếc xe gắn máy đó lập tức thụt lùi lại, lùi đến chính giữa đường lộ. Chiếc xe tự động dừng lại. A Nhung vội vã xuống xe, sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, tim đánh thình thịch, trong miệng thì vẫn cứ niệm A-di-đà-phật không ngớt. Lúc đó rất nhiều người vây lại xem, người và xe không việc gì. Mọi người đều chúc phúc cho cô ta, nói là đại nạn mà không chết nhất định là có phước dày. A Nhung sau khi trải qua lần tiêu tai khỏi nạn này, liền nhớ lại mẹ có tâm từ bi khuyên cô niệm Phật. Trước thì hết chứng bệnh quái ác, tiếp theo lại được giải thoát lần tai họa ghê gớm này. Cho nên vô cùng cảm tạ, bèn nhờ người đến Đài Trung mời mẹ của cô đến ở chơi vài tháng. Chuyện trên đây là sư tỷ Thường Nga sau khi từ Đài Đông về đến cuộc họp liên nghị, chính miệng nói với tôi một sự thật niệm Phật cảm ứng của con gái bà. Câu chuyện thứ 45, Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an. Thân là cội gốc của các khổ, vốn không đáng tiếc, nhưng thân có thể tải đạo, cũng không thể không trân trọng. Những lời này là những lời của các bậc đại đức thở xưa tả về cái thân này của chúng ta, là cái thân nghiệp báo chứa nhóm những tội ác. Sống trên cõi đời chẳng qua chỉ dài 10 năm ngắn ngủi, đâu đáng quý trọng. Nhưng nếu muốn được giải thoát thì phải mượn giả tu chân. Chẳng kể là tu học Phật Pháp hay lạy Phật, niệm Phật, đều phải nhờ vào thân này. Lúc tự mình gặp phải tai nạn nguy khổ thì tự mình niệm Phật, tự mình được cứu. Không tin, hãy xem chuyện dưới đây. Vào 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 6 âm lịch là ngày hội giảng kinh định kỳ của ban song tu của Liên xã. Đến 5 giờ giảng xong, sau khi niệm kệ hồi hướng, bỗng có một vị thính chúng mới đứng dậy hướng về mọi người nói: "Nhà tôi ở hợp tác Tân Thôn, chồng tôi họ Hàng. Tôi hiện muốn đem chuyện cảm ứng chính tôi đã trải qua báo cáo cho mọi người nghe để đáp tạ ân đức của Phật A-di-đà và Địa Tạng Bồ-Tát." Bà Hoàng kể: "Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 54, tôi có một lần đi du lịch ở Đài Bắc. Ở chợ gặp một người gánh một cánh rùa chào mời, hỏi tôi muốn mua rùa không. Tôi liền nói với anh ta: "Tôi là người xứ khác, mua rùa làm gì?" Tôi chơi ở Đài Bắc 2 ngày, về đến Đài Trung, qua ngày sau thì ở chợ Đệ Nhất lại gặp người bán rùa ở Đài Bắc. Bị anh ta nhìn thấy, lại kêu tôi và nói: "Bà ơi, ở Đài Bắc bà nói bà là người xứ khác, bây giờ bà đã về nhà rồi, bà nên mua đi." Tôi bỏ tiền ra 50 đồng, mua 4 con rùa đem về nhà, đưa cho con dâu bảo nó đem bỏ ở miếng đất trống phía sau nhà để nuôi, hàng ngày cho ăn lá cải và cơm. Có một hôm tôi không có ở nhà, con dâu tôi liền bắt một con rùa ra giết. Đứa con gái nhỏ 15 tuổi của tôi ở bên nhìn thấy thì sợ quá, co rút hai tay ra phía sau nói với con rùa rằng: "Rùa ơi, tay của tao bị người ta cột rồi, nên không thể cứu mày được." Lúc tôi về thấy một con rùa bị giết, liền quở trách con dâu rằng: "Mua rùa về là để phóng sanh, không phải để cho cô giết ăn." Đêm đó tôi nằm mộng thấy một người nói với tôi: "Tai họa của bà đến rồi." Lúc thức dậy, trong lòng cảm thấy thắt thỏm không yên. Đứa con gái nhỏ của tôi 3 năm trước là 15 tuổi, học tiểu học. Sau khi nhìn thấy cảnh giết rùa, một buổi sáng 3 ngày sau, lúc nó chạy xe đạp đi học ở đường tự do thì bị một chiếc xe ba gác máy chở heo đụng ngã. Người lái xe ba gác đó nhìn thấy cô bé lúc cả người lẫn xe ngã bên đường, trong miệng vẫn còn la to 3 lần: A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Rồi trong miệng chảy ra rất nhiều nước dãi, trong lỗ tai lại chảy máu ra, liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. May mà anh lái xe ba gác máy đó tức khắc nhảy xuống bồng nó lên, đón taxi đến bệnh viện khoa ngoại Trọng Tân. Bác sĩ nói xương đầu đã dở và ra máu,
không dám nhận trị. Anh lấy xe đó lại đưa nó đến bệnh viện khoa ngoại Lý Hữu Kiết. Bác sĩ Lý vừa xem cũng nói thương thế rất nặng, đầu dở, máu chảy, bất tỉnh nhân sự. Hãy nhanh chóng đưa đi bệnh viện tỉnh lập, bệnh viện nhà nước ở Đài Trung. Anh lái xe lại đưa nó đến khoa ngoại của bệnh viện tỉnh lập. Anh lái xe năn nỉ bác sĩ: trong nhà cô bé này chắc chắn có người tin Phật. Đang lúc hai xe đụng nhau, trong miệng cô ta vẫn còn la to A-di-đà Phật luôn 3 lần, rồi mới chảy nước dãi và hôn mê luôn. Xin bác sĩ nhanh nhanh chích thuốc cấp cứu giùm. Lúc cô bé cấp cứu ở bệnh viện, may mà có một nhân viên trong cửa hàng bán gạo nhận biết nó, liền chạy đến nhà của tôi ở hợp tác xã Tân Thôn cho chúng tôi hay về việc tai nạn xe. Vợ chồng tôi tức thời đến bệnh viện xem, chăm sóc. Lúc đó con bé còn có hơi thở thoi thóp yếu ớt, máu trong lỗ tai vẫn còn chảy ra mãi. Lúc đó người làm cha mẹ mắt nhìn thảm trạng của con gái như thế, thật đau lòng, không dám nghĩ sẽ hồi phục lại như cũ. Bác sĩ cũng không dám đảm bảo về tính mạng. Tất cả bà con bạn bè đến thăm hỏi an ủi cũng đều nói lành ít dữ nhiều. Mãi đến ngày thứ 6, tính từ hôm vào viện, vẫn cứ trầm trọng như thế, không có một chút biến đổi nào khả quan. Nhưng kỳ tích không thể nghĩ bàn, khiến người khó tin nổi, cuối cùng đã xảy ra. Vào cái ngày thứ 6 đó, trong đêm lúc tôi đang nửa thức nửa ngủ, thì nhìn thấy một vị Bồ Tát tướng mạo trang nghiêm đến bên giường bệnh nói với tôi: ta là Địa Tạng Bồ Tát đến báo tin cho ngươi. Con gái của ngươi rất có căn lành, hiện đang ở chỗ của Phật Tổ, ngày mai sẽ trở lại. Nó sẽ còn mau lành bệnh hơn những người bệnh khác trong phòng nữa, ngày mai có thể xuất viện. Sau này thân thể mạnh khỏe, bình an vô sự. Nói xong phất phới bay đi. Lúc tôi đem cảnh trong mộng này nói với chồng tôi, hai người đều nửa tin nửa ngờ, hầu như cho là không thể có việc dễ dàng cho mình như thế. Qua ngày thứ 7, con nhỏ vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh. Nếu như thế, tôi là kẻ nằm mộng mê mờ. Nhưng ông ta lại nói với tôi là Địa Tạng Bồ Tát đến chỉ điểm cho tôi mà. Nói nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc đó, chồng tôi đang ngồi một bên giường của con gái, thì bỗng nhiên cánh tay phải đã một tuần không có nhúc nhích, dở lên rờ rờ mặt của ba nó. Tay trái cũng đồng thời dở lên, hai tay rờ rờ mặt ba nó một hồi. Lúc rờ đến cái cà vạt, liền cuốn tròn cái cà vạt lại, rồi mở mắt ra, mặt mày hớn hở kêu lên: ba! Lúc đó, người làm cha mẹ nhìn thấy con gái đã nói chuyện được, con ma bệnh như biến mất, nỗi vui trong lòng thật khó tả. Con nhỏ lại nói: con không có bệnh gì hết, tại sao lại nằm bệnh viện? Liền liến thoắng đòi về nhà. Ngay trong buổi chiều hôm đó, cuối cùng thật sự xuất viện về nhà. Con bé từ sau khi về nhà, tinh thần mãi đến nay rất tốt, trí huệ lại tăng trưởng, hiện học trung học thành tích lại hạng ưu, dung mạo cũng thay đổi xinh đẹp phước tướng. Phật Bồ Tát đại từ đại bi khiến cho nó khởi tử hồi sinh, thật là không thể nghĩ bàn. Chuyện thứ 46, chí thành niệm Phật được vãng sanh với sắc diện hoài vui. Lại nói về bà Hoàng, bà ta lại kể với mọi người rằng gần nhà của bà có một tiệm uốn tóc của ba chị em mở ra. Mọi người đều gọi mẹ của ba chị em là bà chủ, thành ra cũng không biết tên họ ai hết. Do vì mẹ của ba chị em muốn đi theo ngoại đạo, nên bà Hoàng đến dẫn dắt bà ta theo Phật, kể cho bà ta nghe rất nhiều sự tích cảm ứng và mời bà ta đến nhà tham bái tượng Phật trang nghiêm. Mẹ của ba chị em đó thấy bà Hoàng có hai sâu chuỗi treo trên tường, liền nói: bà có hai sâu chuỗi, cho tôi một sâu được không? Bà Hoàng liền nói: không được, không được, để hôm khác tôi đi tìm một sâu cho bà. Bà Hoàng lúc đó cười cười nói: tôi thật sự lúc đó có chút bỏng sẻn. Qua mấy ngày sau, đúng hơn 5 giờ sáng, đứa con trai kế của bà Hoàng vừa mở cửa liền lớn tiếng kêu lên:
Má à, sao chủ của má làm sao mà rớt bên cửa nè? Bà Hoàng vừa ngồi dậy bước xuống giường, bèn chân không chạy đến cửa xem. Đúng là một sâu chuỗi. Hai tay nhặt lên xem kỹ, đúng là một sâu chuỗi hạt bồ đề thật, 108 hạt. Lại có đến một miếng nhỏ tượng Tây Phương Tam Thánh. Lúc đó trong tâm bà Hoàng nghĩ, hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng, không biết người tu hành ở đâu đánh mất sâu chuỗi, hiện chắc chắn đang rất lo. Bà nghĩ tới nghĩ lui, hay là đem sâu chuỗi đến bến xe công cộng đưa cho cô nhân viên làm việc ở đó. Và cô trưởng trạm xe nói, xin đem sâu chuỗi này treo lên lồng đèn sắc mời nhận, nếu như người nào đánh rơi lại nhìn thì trả cho người ta. Nhưng qua ba ngày, lúc bà Hoàng trở lại bến xe xem thì sâu chuỗi vẫn còn treo y nguyên chỗ đó. Có một anh tài xế nói với bà ơi, tôi muốn sâu chuỗi đó, bà cho tôi được không? Bà Hoàng nói, không được, không được. Sâu chuỗi này là của mẹ ba chị em xin, có lẽ là Phật A-di-đà đưa đến cho bà ta đấy. Nói chưa dứt lời, thật rõ khéo, mẹ của ba chị em đã đến trước mặt. Bà Hoàng liền lấy sâu chuỗi cho bà ta. Bà mẹ của ba chị em hai tay tiếp lấy, vui mừng hớn hở, luôn miệng cảm tạ lòng từ bi của Phật. Lại nói về ba chị em đó, còn có một bà nội đã 84 tuổi, bệnh tật triền miên suốt mấy tháng, đã đến lúc nguy kịch khó chữa. Khoảng 5 ngày rồi, không ăn được gì. Ngày qua đêm lại, tinh thần rối loạn điên đảo, kêu nói lung tung. Mẹ của ba chị em liền nghĩ đến phải mời bà Hoàng đến nhà hỏi thăm ý kiến xem phải làm thế nào. Bà Hoàng đến ngay nhà họ, vừa xem người sắp mạng chung hiện ra những tướng xấu như thế, tức thời gọi con cháu cả nhà tề tựu lại, nói với họ rằng tất cả đều phải chí thành chắp tay ở bên bà cụ niệm A-di-đà Phật. Nếu ai không biết niệm thì chỉ cần niệm theo tôi, từng câu không được lộn lạo, niệm phải cho rõ ràng, có quy củ. Thật là Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Mọi người niệm được hơn một tiếng đồng hồ thì gương mặt nhăn nhó khó coi của bà già lúc nãy bỗng nhiên đổi ra vui vẻ hòa nhã, trong miệng cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cả nhà trông thấy cảnh này, trong lòng ai nấy đều rất vui mừng. Niệm tiếp mãi hơn 10 phút sau thì bà được an nhiên vãng sanh. Bà Hoàng lại dạy họ, người mất sau khi hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật không được gián đoạn. Cả nhà ba chị em đối với bà Hoàng thật là mang ơn vô cùng, bởi vì bà đã cứu được bà nội của họ thoát ly được biển khổ.